Đây các bạn, nhánh của nó nhánh nào nhánh nấy các bạn thấy nè, chà bá lửa luôn. Ồ, bộ đế của nó quá trời bộ đế rồi. Ai người ta đi qua đi lại tôi cũng ghé là nhìn chút xíu chứ, cái mai khủng luôn. Thưa quý vị các bạn, thì hôm nay Vũ Chiến đang có mặt tại chợ Hoa Xuân ở thành phố Cao Lãnh nha các bạn. Thưa quý vị các bạn, thì hôm nay Vũ Chiến đi đến đây, Vũ Chiến gặp một cây mai phải nói là cây mai khủng từ trước tới giờ. Thưa quý vị các bạn, cây mai này không có giá trị thì đây người ta để người ta bán là giá nó 2 tỷ, mà 2 tỷ rưỡi nha các bạn, giá nó 2 tỷ rưỡi. Cây mai này thì bây giờ đang ở chỗ chợ Hoa thành phố Cao Lãnh. Em cho anh hỏi cái mai này nó có cái bề hoành của nó bao nhiêu? Dạ cỡ 90 á anh. Bề hoành 90. Dạ. Vậy cái mai này nó có bao nhiêu lâu rồi? Dạ 70 năm. Khoảng đó đó. Khoảng 70 năm. Cái mai này là hồi đó mình mua của nhà vườn ta hay gì? À, dạ, ảnh mua cho em nhà vườn hay gì đó. Nó cái chiều cao của nó khoảng nhiêu hả? Dạ cỡ 7 mét. Chiều cao 7 mét, cái bề hoành của nó bề hoành tán. À. Đây các bạn. Cái mai này cực kỳ đẹp nha. Hiện bây giờ thì chủ vườn mình kêu giá là 2 tỷ rưỡi em. Dạ. 2 tỷ rưỡi. Đây các bạn, ở đây có số điện thoại nha. Dạ, mình quay nè. À, nếu các bạn nào có xem được thì liên hệ sẵn ngay số điện thoại này để ghim một cây mai này về Tết này nha. Ôi khủng khiếp. Hiện bây giờ cũng có nhiều người là xem. Chú cây mai này 2 tỷ rưỡi á. Nhưng mà cái chú thấy chú thấy nó có gì đặc biệt không? Mới xem rồi. Dạ. Mình kêu giá là 2 tỷ rưỡi nhưng mà nếu mà ta trả 2 tỷ mình bán không? Dạ có gì liên hệ số điện thoại. Liên hệ số điện thoại ha. Dạ dạ. Cờ, hôm nay là Vũ Chiến lên đây không có gặp được anh chủ nha các bạn. Đây là chỉ vợ ảnh nên mọi thông tin chi tiết gì đây có số điện thoại. Nếu các bạn nào có liên hệ mua cây mai này thì liên hệ ngay số điện thoại này nha. Bề hoành của nó là 90. Cây mai này nó có 3 cái chia. Tam tài. Tam tài nha các bạn. Mai này cũng là số 1. Số 1 Việt Nam. Mai thơm là sao anh? Nở nó thơm lắm. Khi nó nở nó thơm. Thơm lắm. Mai thơm, cái mai thơm á. Dạ. Bông chùm luôn. Bông chùm mai thơm. Dạ. Chùm mai thơm á. Đặc biệt là cây mai này, cây mai bông chùm mai thơm nha các bạn. Lắm, nở ra. Dạ. Lắm. Trời, mỗi lần mà di chuyển cái mai này về tới đây chắc cũng cực khổ lắm ạ. Dạ. Trường Sương thấp 10 đúng ở Trường Sương hả? Ừ. Hôm qua nay mình đem lại cái mai này bao nhiêu lâu rồi cô? Để đây nè. Cũng cỡ 4-5 ngày vậy hả? Mà hôm nay có ai lại xem chưa? Xem dữ lắm chú ơi. Trời ơi, ngày nào ai cũng chạy ngang ghé nhìn cái mai được không? Có người trả giá chưa? Dạ. Coi nó có rồi đó, người ta là 1.8 tỷ rồi mà chưa bán đó chú. Dạ, cũng có người đang trả giá rồi nha bạn, mà cũng còn chưa có đến giá nên là nhà vườn cũng chưa có muốn bán. Dạ dạ. Hiện bây giờ là người ta để 2 tỷ rưỡi, chắc chắn là người ta sẽ bán 2 tỷ rưỡi, các bạn trả thấp hơn thì người ta không bao giờ người ta bán. Cái mai này cũng khủng thiệt. Nếu mà hình như là chợ này hình năm nay là chỉ có cái mai này, cái mai lớn nhất ở đây thôi. Cái mai lớn nhất ở đây nè. Để mình đứng xa xa cho các bạn xem nha. Khủng khiếp cái mai chưa? Ồ. Đây các bạn, nhánh của nó nhánh nào nhánh nấy các bạn thấy nè, chà bá lửa luôn. Ô, bộ đế của nó quá trời bộ đế rồi. Ai người ta đi qua đi lại tôi cũng ghé là nhìn chút xíu chứ, cái mai khủng luôn. Tắc à? 8 tắc không? Chưa, nãy chủ nhà nói 90. 90 hả? 90 đó chứ anh. Thì nói tam tài. Tam tài. Thì nó cũng được chứ không có đạt mấy cây năm trước. Nhưng mà từ đó giờ chú thấy có cây nào nó bự vậy chưa? Có mà cũng số ít thôi chứ không có nhiều. Cây này là cũng nằm trong hàng hiếm phải không?
Dạ. Khó kiếm gì lắm. Dạ. Cây này là bây giờ nó hiếm lắm, bây giờ nó đại gia nó chơi không à. Dạ. Cây này là khó kiếm. Đây các bạn, ông chú này ông dân chơi mai, ông thấy cái mai nó đi không nổi luôn. Xù luôn, nó xù, nó dạng xù dữ lắm. Xù, xù đây. Muốn xù chưa? Xù nè. Dạ. Nó cũng có hiện tượng muốn xù rồi phải không? Nó khến rồi nè, nó khến đây nè. Dạ. Khến nè. Nó khến là sao chú? Nó khến là nó nổi vòng, nó vòng vòng ra vậy nè. À. Đó. Từ trong thân nó nổi ra ha. Đây nè, khến đây nữa nè. Dạ. Đây các bạn, ông chú này ông dân khớp chơi mai nên ông biết, ông biết chơi mai nó giá trị làm sao. Khớp của nó chặn, khớp à. Cây mà dày dày nó mới đẹp, chứ cây chơi lỡ nó không đẹp. Chơi dạ. Lỡ như cái này nó không đẹp. Đúng rồi. 2,5 tỷ hả chú? 2,5 tỷ. Năm nay Tết này bà con nào mà hốt chừng 2 tờ số lên đi hốt cái mai này về. 2 tờ số được rồi. Dạ. Mà chuyên chở về nhà cái cũng gian nan rồi nha. Nhưng mà cô nãy nó cô nói là cái mai này đặc biệt là cái mai thơm vậy. Mai thơm hả? À, mai thơm. Mai thơm là nó mai hương đó. Dạ. Mai hương đó. Dạ. Mà nó trổ ra hen, mà chú thấy nó mà ông với mấy con ông rùi, ông mật này kia bu là nó đó. Dạ. Rồi nó đó. Mai này mai thơm, mai thơm. Nó bung ra là rùi nó ông rùi nó bu dữ lợi dữ lắm. Dạ. Ông rùi nè, ông mật nè. Rồi ông chú nè. Dạ. 3-4 loại ông lận. Bù dữ lắm luôn mà hấp thơm lắm. Dạ. Hết sức cái bộ đế của nó luôn rồi. Cái mai này mà chở lấy xe tải chở. Xe tải tam tài. Cái mà hôm đó là chuyển về đây là xà lan đó. Dạ. Đây các bạn cũng nhiều khách ai cũng chạy ngang cũng ghé xem hết trơn. Quá trời cái mai khủng khiếp luôn mà không ghé xem cho được. Dạ. Đây nè, gàn lại cũng giữ dằn gàn lại luôn nè. Bên kia chị bên kia đang xịt nước cho nó ra hoa nó ra. Dạ. Quá đẹp các bạn ơi. Quá trời đẹp rồi.